hay là Huyền Phượng Vũ đấy. Lần thứ hai tái hợp và gặp lại là Huyền Phượng Vũ ở Bắc Linh, nhưng mà lần này thì đã đổi chủ rồi các bác đấy. Nhìn bác chủ mới này có cái số điện thoại đã phê rồi, nói nhìn cây vàng óng như da lươn. Dăm thì thôi chắc hết hơn chổi dễ cùn. Đúng đó, phải nói nếu chổi dễ cùn các cụ như nào thì bộ dăm cùn đến mức độ như thế. Đấy, chân móng này nằm trong cái chậu an này anh bảo bao năm khô lại, cần gì phải to đâu đúng không anh. Bây giờ mà mình ở cây là phải đến giai đoạn là phải khô lại hết vào các chậu nhỏ, chứ để các chậu to là cái bộ rễ nó phát triển là nó bị sọc rễ mà nó ăn vào đá nó bét rồi. Cục này thì gọi là phẩm của lò vôi vôi ra chứ không phải là nhìn thực tế nó mới là kinh khủng. Nhìn trên phim trên ảnh nó là bình thường, nhưng nhìn thực tế ra cái chỗ này mới là kinh khủng. Vàng ươm như đường da lươn luôn. Dạ. Ba chiếm nữa nha. Đấu giá rồi đấy, hôm qua vừa đấu giá đấy. Ba nhầm đấy. Không có đúng bắt tay với Sơn cả. Cái này là con cái này mà có người mua rồi đúng không? Hôm qua đấy. Mới chuyển giao hôm qua đây. Sang chủ mới. Con này bao nhiêu đấy? Con này. 35 tỷ. Đang bình luận là 35 tỏi. Và tôi chỉ cần 1% đó là tôi đủ sống rồi. Thế là mở ra thì không được 1% chứ gì nữa. Tính triệu đô rồi. Cây này mới 35 tỷ, mua mình thấy đấy rồi, 35 tỷ. 35 tỷ anh ạ. Không được, phải giá. Đó là vô giá đến một giai đoạn. Nếu như toàn bộ chỗ này là vàng ấy. Vàng là giá này, vô giá. Không sống được lại đây.